Đây, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cây khác, cũng là một loại cỏ và rất nổi tiếng ở y học cổ truyền. Đây là một loại cất lượng xen lẫn với cây mà mình muốn giới thiệu, cây trinh nữ hay còn gọi là cây sơ hổ, cây bắc cỡ. Đây, các bạn có cần thông nghiệp được không ạ? Đây, nó là cây này. Và tên gọi của nó có nhiều tên gọi như cây trinh nữ, cây xấu hổ, cây mắc cỡ, cây thẹn. Bạn biết vì sao mình gọi nó mà thì mình gọi lá của nó thì lá nó tự động khép lại như một cái trinh nữ. Đấy, đồng ở đâu nó khép lại cái đó. Cái sử dụng của nó trong y học cổ truyền thì cây này rất nổi tiếng trong y học và nó chữa được rất nhiều bệnh. Cây này chủ yếu thì mình dùng nhỏ lên kẻ gốc rửa và lá sắc phơi khô để sử dụng. Mười công dụng của nó thì nó có thể cho nó có tác dụng là ức chế thần kinh trung ương, giảm đau, giải độc. Theo kinh nghiệm nhân dân thì cây sấu hổ cũng có thể được dùng làm thuốc an thần, điều trị mất ngủ, điều trị động kinh, có thể giải độc tố và làm mát gan, giải độc cơ thể. Đối với người già thì nó có thể điều trị bệnh đông nhức xương khớp, thoái hóa cột sống. Đối với những người uống bia rượu thì nó có thể làm mát gan. Với cây sấu hổ thì nó có thể dùng một mình hoặc mình riêng lẻ cho riêng một cây sấu hổ, hoặc là có thể kết hợp với các loại cây khác tại những bài thuốc hay. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều tài liệu khác thôi về cách sử dụng cũng như công dụng của nó.